Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry, Trung Hoa Sử Ký. Năm 221 trước Công Nguyên, toàn bộ Trung Hoa rộng lớn lần đầu tiên thống nhất sau hàng trăm năm binh đao loạn lạc. Dưới sự lãnh đạo của Tần Vương Doanh Chính, quân Tần binh chinh thiên hạ, đánh đông dẹp tây, đưa non sông thu về một mối. Trong cùng năm đó, Doanh Chính không xưng vương mà xưng đế, tức Tần Thủy Hoàng, trở thành vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử của Trung Hoa, mở ra hơn 2.000 năm thiết chế hoàng gia trên mảnh đất này. Trong dòng chảy lịch sử rối loạn của đất nước xứ Tỷ Dân, Tần Thủy Hoàng chính là người đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển rực rỡ của chế độ quân chủ chuyên chế sau này. Thế nhưng, khi nhắc tới ông, không phải là những lời ca tụng, mà thay vào đó là những lời oán thán, sỉ vả, coi Tần Thủy Hoàng như một tội đồ lịch sử. Minh quân trị quốc là cụm từ không được sử dụng, mà thay vào đó, tên tuổi của ông gắn với hàng loạt các vết nhơ mãi không thể rửa trôi, như đốt sách chôn nho, chấp mê bất ngộ với trường sinh, thảm sát lục quốc, vân vân. Tuy nhiên, theo nhiều khảo cứu tài liệu, cùng với việc khai quật các lăng mộ thời Tần, bức màn phủ sóng lên sự thật đã dần được hé lộ. Liệu Tần Thủy Hoàng có phải là một tên hôn quân? Sự kiện đốt sách chôn nho rốt cuộc là như thế nào? Hãy cùng Battle Cry đi tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay nhé. Năm 361 trước Công Nguyên, Tần Hiếu Công kế vị, cầu hiền như khát nước. Trong thời gian ngắn, nhân tài trong thiên hạ nườm nượp đi về phía Tây. Thừa tướng và các mưu sĩ của nước Tần đa phần là khách khanh của lục quốc như Phạm Tùy, Lã Bất Vi, v.v. Họ tuy không được trọng dụng tại nước của mình, nhưng sang Tần thì lại trở thành danh tướng, thượng khanh. Thời chiến quốc, Tần và Tề là hai nước hùng cường nhất, Đông Tây đối địch. Quân Tần thực lực mạnh nhất, các nước khác vì vậy vô cùng bất an, liền hưởng ứng sách lược hợp tung của Tô Tần, liên hiệp chống Tần. Tần vì để khắc chế liên hợp các nước, bèn áp dụng mưu liên hoành của Trương Nghi. Từ năm 318 trước Công Nguyên đến năm 269 trước Công Nguyên, Tần không ngừng mở rộng chiến tranh, chinh phạt với cả 6 nước còn lại là Hàn, Triệu, Ngụy, Tề, Sở, Yên. Tần càng ngày càng mạnh, 6 nước tuy nhiều lần hợp tung đánh Tần, nhưng đều bất lực trước tiến trình thống nhất giang sơn của nước Tần. Nước Tần trải qua 6 đời quân vương dốc sức phát triển, tới khi này đã quốc phú dân cường, tạo nền móng vững chắc để Tần Thủy Hoàng cuối cùng thống nhất Trung Hoa. Mặc dù nước Tần có được nền móng vững chắc, nhưng ta không thể nào phủ nhận được công lao và tầm vóc kỳ vĩ của Tần Thủy Hoàng khi đóng chiếc đinh cuối cùng lên cỗ quan tài mang tên Lục Quốc. Tháng giêng năm 259 trước Công Nguyên, Tần Thủy Hoàng Doanh Chính ra đời ở Hàm Đan, kinh đô nước Triệu. Tất nhiên, ta sẽ không bàn tới những vấn đề mờ ám xung quanh xuất thân của ông trong phạm vi của video này. Doanh Chính từ khi còn nhỏ đã chịu nhiều trắc trở, sóng gió phủ bóng. Mãi sau này, ông cùng với mẹ mới được trở về nước Tần. Năm Doanh Chính 13 tuổi, Tần Trang Tương Vương qua đời. Ông được trọng phụ Lã Bất Vi đưa lên ngôi báu. Một thời kỳ lịch sử vàng son đã chính thức được mở ra với nước Tần và lịch sử của Trung Hoa. Khi Doanh Chính lên ngôi, nước Tần đã là bá chủ phía Tây, sớm thôn tính đất Ba Thục, Hán Trung. Phía Bắc làm chủ quận Hà Đông, Thái Nguyên, Thượng Đảng. Phía Đông mở rộng tới Huỳnh Dương, diệt luôn hai nhà Chu, đặt làm Tam Xuyên quận. Nhân tài từ khắp nơi kéo về như lũ cuốn, có thể kể tới như Lý Tư, Mông Ngao, Vương Nghĩ, v.v. Doanh Chính nhỏ tuổi lên ngôi, bị trọng phụ Lã Bất Vi cùng mẹ mình là Triệu Cơ nhiếp chính, khiến cho triều cường hỗn loạn. Phải mãi cho tới 10 năm sau, khi Doanh Chính 23 tuổi, ông chỉ cần dùng 1 năm để đổi lại mọi sự đắng cay đã phải cam chịu trong 10 năm trước đó. Dưới sự trợ lực của các trọng thần cùng tài năng siêu quần, Doanh Chính đã đích thân xử lý nội loạn vô cùng chóng vánh. Thừa tướng Lã Bất Vi chuyên quyền bị cách mọi chức vị, bị đưa đi đày, rồi cuối cùng sợ tội mà tự sát. Triệu Thái Hậu bị đầy cùng với nhân tỉnh Lào Ái tới tận đất Ung, tức Thiểm Tây ngày nay, để chặt đứt mọi chân rết. Toàn bộ công việc nội chính ông đều đích thân xử lý. Triều cương được chấn chỉnh, binh cường tướng mạnh, thống nhất trung thổ có lẽ chỉ là việc sớm muộn. Dẹp yên được chính quốc, thực lực của nước Tần đã sớm vượt trội. Doanh Chính tăng tốc tấn công lục quốc, không để các nước có cơ hội liên hợp hành động. Chiến lược hợp tung đã bị phá hủy hoàn toàn.
Sách lược của ông là viễn giao cận công, tức là nước ở xa thì hòa hảo, nước ở gần thì đánh, tập trung sức mạnh công phá từng nước một. Đầu tiên là Bắc tiến đánh Triệu, miền Trung thì đánh nước Ngụy, phía Nam đánh chiếm Hàn, sau đó tiếp tục đánh Yên, Sở. Sau nhiều năm chinh chiến, năm 221 trước Công nguyên, Tần Thủy Hoàng hạ lệnh cho Vương Bôn đánh nước cuối cùng còn sót lại trong lục quốc là nước Tề. Vương Bôn lãnh binh thế như trẻ trẻ, đánh đâu thắng đó, quân Tề đại bại, nước Tề diệt vong, non sông Trung Hoa từ đó thu về một mối, không còn lục quốc mà chỉ còn Đại Tần đế quốc. Trong nhiều năm chinh chiến, hàng phục 6 nước, hoàn thành bá nghiệp thống nhất, chưa từng thấy ghi chép về việc Tần Thủy Hoàng chôn lính địch, chém giết dân lành trong thành, thực sự là một trong những bậc quân vương nhân tử nhất trong lịch sử các triều đại của Trung Hoa. Từ năm 22 tuổi, đích thân nhiếp chính, đến năm 39 tuổi, xuất quân đánh bại nước Tề ở Sơn Đông, rồi hoàn thành đại nghiệp lịch sử thống nhất Trung Quốc. Tần Thủy Hoàng trong 17 năm ngắn ngủi đã mau chóng kết thúc cục diện các chư hầu hỗn loạn thời kỳ Xuân Thu chiến quốc kéo dài cả mấy trăm năm. Ông không bỏ lỡ thời cơ, lập tức ban bố một loạt các pháp lệnh và biện pháp có lợi cho thống nhất, như xây dựng và hoàn thiện một hoàng triều thống nhất đầu tiên trong lịch sử của Trung Quốc. Thế nhưng, trong suốt hành trình lỗi lạc đó, ông lại bị người đời sỉ vả như một tên bạo chúa. Vậy thì rốt cuộc, sự thật là như thế nào? Đầu tiên, có lẽ ta nên phân tích sự vụ nổi tiếng nhất của Tần Thủy Hoàng, đó là chôn nho. Thời Xuân Thu chiến quốc, Bách gia tranh minh, trong Bách gia chư tử, thì bên cạnh các trưởng phái nghiêm túc xem xét về tư tưởng, triết lý, tín ngưỡng chân chính ra, còn có một số trưởng phái không chính thống, điển hình là Thần Tiên gia. Nếu khó hiểu quá về mấy giáo phái này, thì bạn có thể hiểu đơn giản, Thần Tiên gia tồn tại giống kiểu Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ tại Việt Nam vậy. Trong vài năm vừa qua, họ đội lốt một tín ngưỡng để tuyên truyền tà giáo. Đám đạo sĩ Thần Tiên gia mượn vỏ bọc là tạo phúc cho dân, thông thiên nói chuyện với thần thánh để lợi dụng mê tín gạt người. Dân chúng gọi đó là côn thần, ý chỉ đám người lấy danh nghĩa quỷ thần để mê ngôn hoặc chúng. Và sau đó, đám người này đã bị Tần Thủy Hoàng tận diệt trong sự kiện đốt sách chôn nho. Vậy thì tại sao đám người này lại liên quan tới sự kiện đó, và một người chấp mê bất ngộ với đạo trưởng sinh thần tiên như Tần Thủy Hoàng lại chôn sống cái đám thần tiên gia này? Sau khi thống nhất, Tần Thủy Hoàng không chỉ tự mình tu hành, dưỡng sinh, mà đối với phương thuật và kẻ sĩ phương thuật cũng mười phần tôn trọng, thường xuyên cùng nhau bàn luận về thần tiên, đạo trời và thuật trường sinh. Năm đó, Tần Thủy Hoàng tới Sơn Đông bái tế trời đất. Lúc đó có một người nước Tề gọi là Từ Thị dâng sách lên Tần Thủy Hoàng, nói rằng Bột Hải có ba ngọn núi thánh, trên núi có thần tiên, có tiên đan trường sinh bất lão. Thế là Tần Thủy Hoàng phái Từ Thị dẫn theo mấy ngàn người ra biển tìm thần tiên. 4 năm sau, Tần Thủy Hoàng tới núi Kiệt Thạch ở Sương Lê Hà Bắc, là để cho những người nước Yến như Lưu Sinh, Hàn Chúng, Hầu Công đi tìm thần tiên. Thế nhưng vấn đề là làm gì có thần tiên cho những cái tên lừa phỉnh này tìm kiếm. Và thế là để tránh tội chết, chúng đã nghĩ ra một kế sách to gan lớn mật, đó là đánh lừa Tần Thủy Hoàng. Đám Lưu Sinh trở về tâu với vua rằng đã tìm ra thuốc trường sinh, nhưng ở đó có ác quỷ canh giữ, sợ rằng sẽ nguy hại tới Tần Thủy Hoàng. Để đảm bảo an toàn, chúng yêu cầu ông từ đó phải kín đáo hành tung, tránh cho ác quỷ tìm tới. Chờ ngày thần tiên chạy thoát khỏi ác quỷ, nhất định sẽ tới tìm. Và với niềm tin u mê vào sự trường sinh, Tần Thủy Hoàng đã tin cái lời phỉnh nịnh của đám tà sĩ này. Và kể từ đó, hành tung của Tần Thủy Hoàng được bảo mật nghiêm ngặt, thường không để lộ cho người ngoài. Thế nhưng một ngày nọ, thừa tướng Lý Tư xuất hành, huy động nhiều người, khiến Tần Thủy Hoàng nhìn thấy không vừa ý. Sau này, có người nói lại với Lý Tư, khiến ông ta giảm nhiều quân ngũ và quy mô xuất hành. Tần Thủy Hoàng thấy sự thay đổi của Lý Tư, đoán ra là có người mật báo với ông ta, không chấp nhận bên mình có người của kẻ khác. Tần Thủy Hoàng bèn đem những người tùy tùng biết chuyện ra sát hại. Sự việc này đã khiến cho đám người Lưu Sinh kinh hãi bất an. Vì chiếu theo luật pháp nhà Tần, phương sĩ mà dâng phương thuật nếu hai lần không linh nghiệm thì sẽ bị chặt đầu. Và thế là để bảo toàn tính mạng, chúng đã lập tức bỏ trốn. Trước khi thoát thân, chúng cũng không quên quay lại cắn Tần Thủy Hoàng một phát đau điếng, khi phao tin rằng Tần Thủy Hoàng là người bạo tàn, thích dùng hình ngục, là kẻ phi nghĩa, không đáng tin tưởng. Tần Thủy Hoàng hay tin, nổi giận đùng đùng, hạ lệnh truy nã Lưu Sinh. Về sau, không tìm được Lưu Sinh,
là nhận ra mình đã bị đám phương sĩ lừa gạt. Tần Thủy Hoàng liền bắt đầu xử lý mạnh tay cái đám thuật sĩ thần côn chuyên lừa phỉnh thiên hạ. Những thần côn bị chôn vào thời kỳ Tiên Tần gọi là Tư. Chữ Tư và chữ Nho lúc bấy giờ là đồng âm. Ngày nay thì không còn đồng âm nữa. Hai từ này lại thường bị dùng lẫn lộn, cho nên những thần côn bị chôn sống này lại được hiểu nhầm là nho sinh. Đó là một khảo cứu được đưa ra nhằm giải thích cho sự việc chôn nho được tìm thấy trong nhiều tư liệu cổ, được khai quật tại một số ngôi mộ cùng thời, và phần nào đã vén bức màn bí ẩn cho tấn bi kịch bỗng dưng đổ sập lên đầu của Tần Thủy Hoàng. Sự thực là thời đó có một số nho sinh phản đối chính sách của Tần Thủy Hoàng, nhưng ông ta chỉ cấm họ ngôn luận trong triều chứ không dùng tới hành động. Nói về người vào triều thời đó, thừa tướng Lý Thư có bàn về họ: nhập tắc tâm phi, xuất tắc hạ nghị, tức là vào triều thì trong lòng cho là sai, ra ngoài thì bàn luận. Về sau một số người bị phát hiện là muốn đưa đoạt quyền lực để khôi phục nước cũ và phải chịu tội, còn phần đông nho sĩ thì không hề nằm trong danh sách bị chôn sống. Có lẽ sự nhầm lẫn về đồng âm đã khiến Tần Thủy Hoàng bị hàm oan suốt cả ngàn năm. Sự kiện tiếp theo cần bàn tới đó là đốt sách. Tần Thủy Hoàng có đốt sách không? Câu trả lời là có, thậm chí là đốt rất nhiều. Thế nhưng ông ta đốt loại sách gì thì ta cần bàn tiếp. Trong khoảng 8 năm, từ năm 221 đến năm 213 trước Công Nguyên, tức đàn năm mà Tần Thủy Hoàng thực thi cái gọi là đốt sách, ông đã cho sưu tập một lượng lớn văn hiến cổ từ 6 nước và trong dân gian, đồng thời tuyển chọn hơn 70 vị học giả, ban cho làm quan tiến sĩ, triệu tập hơn 2.000 học sinh từ quan tiến sĩ trở xuống cho làm nho sinh. Đối với việc thanh lý và phân biệt văn hóa cổ điển thì bỏ đi những văn thư lệch lạc, bảo vệ văn hóa nước Tần. Đó chính là cuộc thanh lọc văn hóa lớn nhất trong thời kỳ sơ khai của lịch sử Trung Hoa. Tần Thủy Hoàng dùng vũ lực để chinh phục 6 nước nhưng chưa hề đuổi cùng giết tận. Điều này có thể chứng minh bằng sử sách, nó có ghi lại diễn biến quá trình Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Hoa. Cuối cùng thì ông chỉ bắt vương tộc của 6 nước mà ông đã chiếm, kể cả gia đình các đại thần của họ, phải rời tới Hàm Dương, kinh đô nhà Tần, để cho ông dễ bề kiểm soát. Nhưng điều này thì lại làm nảy sinh nhiều vấn đề. Đó là có nhiều người của lục quốc muốn lợi dụng sách vở để làm rối loạn về tư tưởng, văn hóa, nhằm chê bai chính quyền trung ương, hòng khôi phục quyền lực, dựng lại nước cũ. Và khi này, Tần Thủy Hoàng có hai cách để dẹp yên. Một là thanh trừng toàn bộ đám thân sĩ, quý tộc của lục quốc, hoặc tiêu hủy đám kinh thư lệch lạc của họ. Và ông đã chọn cách số 2. Tần Thủy Hoàng chủ trương thống nhất quy phạm văn hóa của toàn Trung Nguyên. Và thừa tướng Lý Tư đã giúp ông rất nhiều trong việc này. Theo sử ký Tần Thủy Hoàng bản kỷ, Lý Tư có tâng chiếu lên vua rằng: những kẻ học riêng kia cùng nhau chê bai pháp lệnh, người ta khi nghe pháp lệnh bàn ra thì đều dựa vào cái học của mình mà bàn luận, vào chầu thì trong lòng cho là sai, ra ngoài thì bàn luận ở ngõ hẻm, khoe khoang với vua để tự kiếm danh, làm lấy việc lạ để tự cho là cao đẹp, hòa theo mọi người để nói lời chê trách. Như thế không cấm thì oai thế của nhà vua sẽ giảm ở trên, kết thành phe đảng ở dưới, nên cấm là hơn. Lý Tư cho rằng nếu không nhanh chóng chấn chỉnh về văn hóa, tất sẽ bị đám sĩ tử tự cho mình là thanh cao, coi thường hoàng đế, làm cho lũ tàn. Đồng thời, ông kiến nghị mọi sách không phải ghi chép về nhà Tần thì đều đốt hết đi. Thế nhưng, trong tấu chương đó, Lý Tư cũng đề cập rằng sách của triều đình là không thể nói đến, sách sử của nhà Tần thì không bị hủy, sách của tiến sĩ nắm giữ là không hủy, sách chữa bệnh, xem bói, trồng cây là không hủy. Từ những điều trên, việc nhà Tần đốt sách không phải là đốt sách một cách bừa bãi, mà chỉ là đang thanh lọc những thứ văn hóa độc hại được đám người lục quốc rêu rao để gây phương hại tới uy tín của nhà nước. Nước Tần trước đó đã có 8 năm lưu trữ thư tịch, có thể nói rằng đã thâu gồm toàn bộ sách quý của thiên hạ. Về sau, phương thức thanh trừng văn hóa này của Tần Thủy Hoàng đã được nhiều người ca tụng và làm theo. Nổi tiếng nhất có thể kể tới Chu Tử, một nhà thư pháp, sử học, triết học và chính trị gia nổi tiếng đời Tống. Chu Tử có nói rằng Tần Thủy Hoàng chỉ đang dạy cho thiên hạ đốt sách, loại bỏ những thứ văn hóa độc hại. Hay nổi tiếng nhất phải kể tới Mao Trạch Đông và cách mạng văn hóa, cũng có phong trào đốt thư tịch không thua kém gì thời nhà Tần. Tất nhiên, cách làm này có vẻ hơi cực đoan, thế nhưng xét ở một góc độ nào đó, nó đã giúp cho nhà nước dễ dàng quản lý về mặt tư tưởng. Vậy sách bị đốt là những sách gì? Sách bị đốt bao gồm mấy bộ phận?
Một là sử ký của các quốc gia trước khi bị Tần thống nhất. Hai là thi thư cất giấu trong dân gian và lời của bách gia. Những sách bị đốt là những sách có thể bị kẻ phản đối nhà Tần lợi dụng để làm loạn. Vì điều này mà nhà Tần còn chế định ra luật rằng lấy ngụ ngôn trong thi thư thì bêu đầu ở chợ, lấy xưa mà chê này thì chém cả họ. Thấy biết mà không báo lên coi như cùng tội. Lệnh trong 30 ngày mà không đem đốt sẽ xăm mặt và bắt làm phù xây dựng trường thành. Sự bạo chính của Tần Thủy Hoàng thực chất là phản ứng của ông trước khó khăn lớn, đó là ổn định nhà Tần, thống nhất về kinh tế, văn hóa, chính trị của 6 nước chư hầu vốn đã bị thôn tính, dẹp bỏ những kẻ muốn khôi phục quyền lực trong 6 nước. Ông ta có lẽ cũng muốn tìm những biện pháp mềm dẻo hơn, nhưng thời gian thì không cho phép. Tại phía Bắc, quân Hung Nôn khi nào cũng nhăm nhe tràn qua trường thành. Trong nước thì tàn dư của lục quốc luôn manh nhà trỗi dậy. Bàn tay thép đã giúp Tần Tử Hoàng thống nhất thiên hạ, và đôi bàn tay đó lại một lần nữa giúp ông bình định cục diện. Có chăng chỉ là một cái miệng của ông khó có thể cãi lại cả trăm vạn cái miệng của lục quốc. Đốt sách chùa nhỏ đã phủ một cái bóng lên sự vĩ đại của ông suốt cả ngàn năm. Và có lẽ cái ngày mà người ta nhớ tới Tần Tử Hoàng như một vị hoàng đế vĩ đại hay một tên bạo chúa có lẽ vẫn còn rất xa.